Đó, hôm nay ngày lành tháng tốt nên chúng tôi lại tiếp tục đi sinh sống bằng nghề kiếm cá. Hôm nay chúng tôi đi với tàu của thuyền trưởng Michael. Đó, Captain Michael lại tè. Con gì mới táp đây mẹ? Bluefish. Có blue hả? Táp đây luôn nè. Táp cái rầm này nè. Tôi tưởng ai bỏ đồ vậy. Chúng ta hôm nay có anh em kinh nghiệm câu cá 40 năm. Michael kinh nghiệm câu cá 60 năm. Giờ quảng cáo kiểu này là ai mà dám cạnh tranh với mình nổi đúng không? Chỉ cần ba người thôi, chúng tôi đã lên đường được rồi. Chúng tôi rời bến nơi Keyport ha. Hôm nay anh Michael dắt chúng tôi đi đâu vậy? Chúng ta sẽ đi ra ngoài đó chơi, sẽ kiếm mahi mahi and tuna fish. Cái gì, cái Việt Nam nó kêu tuna fish là cái gì ta? Thưa này là cá ngừ. Cá ngừ, cá ngừ, cá ngừ, cá ngừ, cá ngừ đại dương, cái ngừ đại dương. Đúng rồi, cá ngừ đại dương. Cá ngừ đại dương của Mỹ đang hoàng nha. Hy vọng mọi người sẽ nhận được những tin tức mới của anh em tôi trong thời gian câu cá nha. Ok. Cảm ơn mọi người nhiều đó nha. Ok. Alright, we'll be tiếp tục. Ba máy 300 cái ghê, nó đi bắt băng cờ để cho chiếc kia nó đi. Nó đang câu băng cờ hả? Nó chở người đi mà, mấy thằng đó nó chở người đi. Tàu này trang bị đầy đủ không? Ba cái máy luôn ha, ghê không? Có tiếng hậu nữa hả? Đó luôn, tàu mà có tiếng hậu nữa có thể không? Mình mà, mà chỗ lên cũng đâu đi được. Có gì nhờ sao chứ, ghê ha. Mấy cầu đi mình hoài hả? Ngồi vậy. Ê, chạy từ từ lại, ông kia ông chửi kìa. Chạy từ từ lại, ông chửi kìa. Vô bến là không thể nào lái được nhanh đâu. Lái phải... Ông già ông lắc đầu kìa. Năm hay còn bến. Chúng ta đã tới điểm cầu rồi đó. Anh mới cầu đây là chích cái đường đó. Đang chuẩn bị mồi nè, mồi hiện tại có mồi sò nè, mồi sò, mồi mực. Mực. Mực này mực là Michael câu luôn không? Ờ. Đó. Giờ anh Michael sẽ bỏ xuống thử đây. Nào con đang câu bên này. Này không thấy body boat nhiều mà bữa đi luôn. Tại vì 11 giờ là ở đây tàu bè cũng dữ ha. Nước bên này cũng quá đã. Alright. Check out some action. Nước ở đây là 100 feet. 100 feet nha. Fish on, fish on. Con có không? Số ba. Đây là con đầu tiên, không biết con gì nha. Công cần ha. Nha, như cá mập ha mày con. Này 100 feet kéo hơi lâu. Ui. Cá mập. Ra đây cũng có cá mập đó nha. Đang kéo, đang kéo. Sea bass. Very nice, very nice. Beautiful fish. Beautiful size. Beautiful size. Beautiful size. Đó, mở hàng con đầu tiên đó, anh còn em. Cá quá đẹp. Quá đẹp này. Beautiful. Oh, nice, nice.
Đó đó. Ooh, monster, monster. Damn, cái này chắc 15 đô thôi, đó đó coi. Bỏ lên đò, bỏ lên đò. Ở đâu? Ôi giời ơi. Beautiful fish. Hèn chi tưởng cá mập chứ kéo mà. Kéo dễ dùng luôn, tưởng cá mập chứ. Đó. Mười sáu inch, 15 inch là ở đây nè, 16 inch. Quá đẹp, quá đẹp. Beautiful. So far được như đây thôi, mấy con em cũng bự lắm. Đây là good size right here. Keeper. Michael, hôm nay cá mập hơi nhiều. Mình coi coi, bass. Còn mấy hàng đó, thường mở hàng xong con đầu tiên lúc nào cũng khó nhất mà. Con đầu tiên lúc nào cũng khó nhất. Đó, Michael mới mở hàng một con, bây giờ đang hot rồi đó, đang hot rồi đó. Nặng không Michael? Nhỏ hả? Nhỏ hả? Không thấy giật giật gì vậy? Ổ này là trời ơi cá bự thế. Quá bự mà không phải không mẹ con kia thôi. Chắc vậy mà. Ghê quá nó mập. Nó thấy cá bự ghê quá. Xếc xếc mà. Xếc xếc. Dẻo hàng. Beautiful. Beautiful color. Beautiful color. Oh, quá đẹp, quá đẹp. Beautiful, beautiful. Oh, nice. Good job. À, phải vậy mới được chứ. Phải vô vậy mới đẹp chứ. Cho con hành luôn đây. Nice. Beautiful, beautiful tape. Dấu hàng. Nóng, nóng, nóng cần rồi. Quầy nóng rồi. Quầy nóng cần hay là nóng mặt này không biết nè. Ôi, nó bẹt. Chiều sâu. Okay. Captain Alex đang lên con sea bass. Công cần kéo ổ đi câu bát á, mà lấy đi câu sea bass là được. Ây da, xảy rồi. Lo tập trung gì hình ảnh quá cho nên chỉ là minh họa. Tập trung hình ảnh quá cho nên trở thành quay té đi luôn mà. Trở thành quay đó cứ quay dần dần đó. Nhìn nhìn quá. Ok. Biết qua nãy gì đây em biết nè. Heavy heavy pulling. Nóng mặt luôn. Không cần luôn. Không cần. Big one. Big one, big one. Big one, big one. Beautiful, beautiful man. Cá mà cái đầu mà nó màu xanh là biết đẹp ha. Cá trong á. Cá trong à. Cái đầu thấy nó xanh xanh nè ha, blue ha. Beautiful. Cái con này khó chân đo. Thì nhìn nó là biết 15 inch rồi. Càng đo. Khó càng đo lắm ha, ghê gớm ha. Nhìn là biết 15 ha. Beautiful nè. 15 inch xem bà con cô bác, không phải giỡn đâu á. Cô bác ơi, thùng. Cô bác. Đang câu cá ngon lành, biển động. Chúng tôi phải chạy vô. Anh nè, sóng gió nè. Em nghe đi vượt biên không? Sóng 4-5 feet không? Vậy sao câu được mình? Sóng bạc đầu không? Bạc đầu. Sóng bạc đầu. Sóng bạc đầu là bây giờ. Không dám lì đâu. Sống bạc đầu vậy Michael thấy sao Michael? Phê không? Quá đã. Quá đã hả? Cái này ra đây là main port sống quá đã. Sống ở trên đó hả? 4-5 feet trên tường. Mặt đó là 4-5 feet trên tường. Sống này cái này chuyện nhỏ. Yeah.
therapy phải không? Đó, 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 đó. Cái này mới hỏi là therapy. Bên đây là chỗ này là 60 feet đó nha. Bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa vô. Sáng sớm chúng tôi đi là lúc đó là 6 giờ. Bây giờ 12 giờ, nghĩa là 6 tiếng đồng hồ. Nhưng mà từ nãy giờ chạy vô đây tốn 2 tiếng. Sóng gió quá, chạy vô đây tốn 2 tiếng đồng hồ rồi. Vô đây mà có sóng như vậy là biết, gió như vậy là biết rồi. Chưa anh Michael nha. Ngày vui vẻ. Em ở đây, em đang trên đây. Ai muốn đi câu cá thì liên lạc anh Michael nha. Anh Michael sẽ sẵn sàng đưa cái việc các bạn đi câu cá một ngày. Câu cá gì cũng được, cá striper hay là cá black sea bass. Anh Michael là professional fisherman đó nha. Ok, peace out.